À, như này thì Hải lấy cái tiền đấy để đi đâu ấy? Để đi học ạ. Đấy, để đi học à? Vâng. Nhưng mà bây giờ bắt nhiều, có tiền nhiều như này thì đi học thì làm sao mà tiêu hết được? Tại vì lấy tiền rau ấy, tiền con này mang đi bán xong thì để dành học hết lớp 9 rồi. Thế là lấy tiền là vẫn cứ gọi là đi làm để dành. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cô bác ạ. Tại cái thước phim hôm nay cháu được xuống, thước phim hôm nay cháu được lên thì khá là muộn rồi cô bác ạ. Hiện tại thì gần 6 giờ rồi. Đấy, cháu được trong thời gian qua thì cũng khá là lâu rồi, cháu được chưa có lên là ăn cơm với lại ba ông cháu một bữa nào, và hôm nay cháu được lên thì cũng gọi là ghi một cái thước phim về cái cuộc sống của ba ông cháu sau khi vào về đêm là sẽ diễn ra như thế nào cô bác ạ. Đấy, có lẽ là hiện tại bây giờ thì em Sử, em Hải vẫn còn là đang ở dưới nhà dưới bên kia cô bác ạ. Bây giờ thì là ở dưới nhà dưới là lấy cỏ trâu này, cũng như là chuẩn bị cám lợn mọi cái để cho ngày mai cô bác. Đấy, còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống cái nhà của ba ông cháu cô bác nhé. Thời gian vừa rồi thì cũng được rất là nhiều các bác nói với cháu Lực rằng là ôi Hải đi đâu ấy, đi lấy con gì, con mà hôm qua anh phơi kìa. Phơi kìa? Vâng. Mang về để ăn à? Không phải, mang đi bán ạ. Mang đi bán á? Vâng. Thế là cho vào cái chai này à? Vâng. Đây Hải cầm cất trứng lên với lại mì tôm này, đi vào trong nhà đó để một vâng. Để một tí nữa ăn cho. Vâng. Ông với lại anh Sử, ôi cầm trứng, ông với lại anh Sử đi đâu rồi? Anh Sử đi lấy củi dạ. Sử lấy củi à? Vâng. Thế ông? Ông xuống nhà cũ ạ. Ông đến nhà cũ à? Vâng. Đấy, Sử Hải cất đồ đi nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì vẫn còn khá là sớm cho nên là hai cái bóng đèn ở bên ngoài thì nó chưa có được bật cô bác. Ở trong nhà thì hiện tại là em Hải đã bật lên hết rồi cô bác ạ. Đây này. Còn hai cái bóng đèn là năng lượng mặt trời ở trong nhà thì đã được là bà An Phạm là bà ấy gửi cho để mua cô bác nhé. Đấy, bếp mọi cái thì các em cũng rửa để vào gọn gàng, rất là gọn gàng này. Cái đèn bên này thì có sáng được không? Có. Sáng đúng không? Đấy, bên này thì cũng rất là sáng cô bác. Không cần phải dùng điện lưới luôn. Cái này thì nếu mà sáng tầm mấy giờ đêm thì nó tắt? Tầm không biết, sáng dậy thì đã tắt rồi. Sáng dậy đã tắt rồi à? Vâng. Và đeo gọi cùng đi à? Đi có đi xa không để anh đi cùng? Có ạ. Có à? Thế Hải thì đã ăn cơm chưa? Chưa đâu. Chưa ăn cơm đâu à? Anh Sử cũng đi lấy củi, lấy củi đến giờ này là vẫn chưa về nhỉ? Đi tối quá rồi. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế là đeo cả bao tay đi à? Vâng. Thế đèn pin thì có lấy đèn pin đi cùng không? Điện thoại thôi. Lấy điện thoại đi à? Vâng. Thế đi đường nào? Đi đường dưới kia à? Anh cháu Lực thử là Lực cũng đang rất là tò mò, không biết là em Hải đi bắt thêm cái con gì để mà đem đi bán đúng không bác ạ? Thế nhưng mà Hải là đem đi bán đúng không? Đấy. Thế ngoài những cái lúc mà em Hải cô bác ạ đi làm, đi lấy trâu, đi lấy rau lợn này, đi lấy cỏ này, đi chăn trâu này. Đấy, về nhưng mà lúc đến lúc nào mà cảm thấy là rảnh rảnh một chút rồi em mới lại đi ra ngoài để mà kiếm thêm thu nhập cô bác. Kiếm thêm thu nhập ở đây là gì? Thì bây giờ thì, xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xem là em ấy hành cái nghề gì ở trên này để mà đi kiếm cô bác nhá. Con đấy là con gì thì có biết không? Không biết tiếng Kinh đâu. Không biết tiếng Kinh đâu à? Vâng. Đi vào tận chỗ nào? Thế là vừa, thế là bây giờ mình vẫn là đi xuống nhà cũ đúng không? Đi theo đường này đi xuống luôn à?
Nhưng mà ruộng đấy là có phải là của nhà em không? Không phải á? Nhưng mà vẫn đi lấy được à? Cháu Lực cũng đang rất là tò mò là không biết là em Hải đi ăn bắt con gì về để mà để em đem đi bán nữa. Con này thì ai bảo em bắt? Các con này thì lấy, nếu lấy được nhiều thì một tạ cũng là mấy chục ạ. Một tạ được mấy chục á? Vâng. Một tạ hay là một cân? Không phải một cân, một tạ. Một tạ em có biết một tạ nó nhiều như nào không? Có ạ. Có à? Một tạ em biết là được tầm bao nhiêu bao tải không? Phải được tầm hai cái bao bao thóc to to kìa. Có phải một tạ hay là một cân? Chú bảo là tại vì nếu mà một tạ thì phải kiếm rất là nhiều các bác. Thế thì đi bắt ở đâu? Xem ở đây à? Thế bây giờ là phải dùng đèn pin soi à? Ồ. Ban ngày thì có không? Ban ngày có ít á. Thế là con này nó hay thường ở trên chỗ nào? Chỗ lạ bí à? Đang xem em Hải là xem ấy, em ấy là bắt ra con gì đó các bác, thì cho Lực mới biết là để mà tìm. Thế là nó cứ ở lá bí à? Cái ruộng, cái nương này là không phải là nương của nhà em đâu nhở? Đang rất là tò mò, không biết là anh Hải là bắt em, Hải là bắt con gì đó. Em đã ra đây lấy lần nào chưa? Rồi à? Em Hải là cứ soi những cái góc bí này của bác này xem là nó có không ấy. Không biết là bây giờ tối chưa nhỉ? Nếu mà tối thì mình nên bật cái đèn nhá. Tối chưa? Nếu mà tối quá thì là nên bật đèn thì mình nhìn thấy. Ở đây có rất là nhiều cây bí này, không biết là có không. Giống nó rơi xuống đất à? Phải cứ đi soi ra những cái góc bí đấy các bác này, nhưng mà soi từ nãy đến giờ là chưa có tìm thấy con nào cả. Chứ là cũng đang không biết là em Hải đã đi bắt con gì đây. Là đeo cả bao tay để đi bắt à? Vâng. Có không? Thấy không? Đang rất là tò mò không biết là em Hải là em ấy đi tìm con gì đấy cô bác ạ? Ôi giời. Thấy con nào không? Chưa thấy đâu à? Đây có bí nhiều này. Hay là chỗ này ai vừa bị bắt rồi?
Có phải con này không? Đây này. Phải con này không? Không phải đâu á. Đây có một con bệt. Con đen đen à? Cái này thì hôm nọ người ta bảo là bán là được bao nhiêu tiền? Nó đắt hơn dâu không? Đắt hơn dâu à? Thế là cứ đi soi từng góc bí một à? Nó có bao giờ ở những cái góc mà quả dưa mèo này không? Có khi có một con à? Không có á? Cũng đang rất là càng ngày càng cảm thấy là tò mò hơn. Và em Hải đang bắt con gì để mà đi bán nữa. Thấy không Hải? Không thấy con nào à? Thế ở cánh đồng ngô này không có thì bây giờ là mình đi thêm chỗ nào nữa? Đi lên trên chỗ nương nhà em kia. À. Rồi bây giờ thì cháu được sẽ tiếp tục là cùng em Hải là lên trên xem là em Hải bắt con gì đó cô bác ạ. Đi thì còn khá là xa một tí nữa. À, cháu được đi đến xem là Hải bắt được con gì, cháu được sẽ ghi hình sau. Thế là Hải đã bắt ra cái con này để bà đem đi bán đấy cô bác này. Nên là bắt con này là cho bây giờ để vào bếp à? Vâng. Con này liệu nó có độc gì không? Có ạ. Có á? Đây, đây có một con. Đâu? Con này mới đúng. Con này mới đúng á? À đây. À đây này cô bác này. Chứ không phải là bắt ra cái con vừa rồi đâu. Bắt cái con này là con bọ này không bác, bọ xít này. Bắt là con bọ xít này. Đây Hải đeo bao tay, Hải lấy đi. Đấy, đi Hải đi thì còn phải là cái cả bao tay nữa. Thế là bắt bọ xít này để đem đi bán nữa. Mùi quá Hải ạ. Con bọ xít này nó hay thường ở cái cây. Ở đây có cây vải không? Có vải ấy. Không có. Không có. Ở đây có mấy cây này, ra đây soi xem là có ở đây không. Nó thường thường là ở dưới lá à? À đây, đây, Hải đây. Phải con này không? Phải con này không? Đây. Con này đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bắt đi. Đeo bắt đây, bắt đi. Đây, đi bắt cái con bọ xít để bán đấy cô bác. Ta phải nói là một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 12 tuổi thôi cô bác. Đấy, nhưng mà em đã biết là đi ra ngoài là kiếm thêm là những cái công việc ở ngoài để mà có được tiền. Hình như là nó chỉ ở chỗ tốt thôi nhỉ. Ra bên này thì ngô nó tốt đấy, thành ra là nhìn thấy là đây có 2-3 con rồi. Thế một đêm mà đi bắt thì được tầm bao nhiêu con? Được đến đây á? Ủa rồi. Thế là chứng tỏ là cũng phải độ tầm là 30-40 con đấy. Đây Hải ơi, đây này, nó thường lại ở những cái góc này. Đây này, đấy, Hải bắt đi. Thấy không? Đấy.
Hải có cái bao tay nào không? Có một cái thôi. Có, đây à, ở đây à. Thế thì để anh. Ý là nào anh gặp thấy anh bắt không? Đây Hải ơi, đây này. Anh nhìn thấy đây này, anh chưa đeo bao tay, để anh đeo bao tay đó. Đây này, thấy không? Thấy chưa? Hầu như là thấy là mũi. Ui. Mũi góc là có một cây thôi ấy. Đấy. Nó chỉ ở những cái chỗ tốt tốt đó thôi Hải ạ. Còn... đi ra chợ thấy người khác bảo là đem con này để đi bán ấy, thì Hải là không là đi tìm con này để mà đem đi bán ấy. Thế nhưng mà hôm nọ là các bác là người Mông là bảo em à? Đâu đi chỗ nào? Đây thôi à? Nó chỉ ở những cây tốt tốt này này. Cây này Hải vừa xem chưa? Xem đúng không? Vậy những cánh đồng ngô này của bác này thì cũng được là bà con ở trên vùng cao là vừa trồng bí với lại quả dưa chuột là xen ké với nhau. Đây có một góc đẹp lên xem nào, có không? Không có đâu Hải ạ. Ôi nhưng mà bây giờ ai mở cửa được ra? Đẩy bên kia là cũng được à? À. Ở đây à? Vậy còn cái bọ xít này thì nó thường là ở những cái góc cây bí này của bác này, cái non ấy. Ban ngày Hải đi bán, đi hái thì có được không? Ban ngày là cũng được à? Nhưng mà tranh thủ là lúc nào mà rảnh là đi lúc đấy à? Chỗ này thì cảm thấy là bí rất là tốt nhưng mà nhìn thấy là không có con nào đâu Hải ơi. Đây Hải đâu rồi? Đi được đấy Hải? Đi được đấy luôn à? Bắt được con nào không? Được một con à?
Các anh xem rồi không có đâu. Em xem lại một lần nữa nào. Xem ở trên cao này mà. Con con à? À vừa rồi không để ý ở đâu. Ôi à, mất trốn như này thì làm sao mà nhìn thấy được nhỉ? Trốn trí quá. Có một con nữa à? Hải này có vẻ là đi bắt quen rồi các bác, thời gian là rất là tinh mắt đấy. Còn những cái cuộc sống, những cái thước phim mà hàng ngày của các em thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều rồi. Đấy, còn về đêm này thì là ít khi cháu Lực lên chia sẻ các bác ạ. Trừ lúc nào mà có công việc mà nó khẩn cấp thì cháu Lực mới lên vội. Trên có. Trên à? Đâu ấy? Đây anh cầm đâu? Đây này, đi được một lúc của bác này, thì thấy là bắt được độ tầm là 7 đến 8 con rồi. Bọn xít này thì cái nước tiểu nói của bác này cực kỳ là đồng. Cháu Lực cũng mọi lần là cháu Lực là đi lấy cỏ thì cũng đã gặp là con này rất là nhiều rồi. Nó còn bắn nó cả vào mắt đấy. Đây à? Ui rồi, ai đây? Giật hết cá mình. Sao lại ngủ đây hả Sơn? Cơm chưa? Cơm chưa? Chưa à? Em Hải đang ở dưới này, cháu Lực sẽ đi vào nhà Hà Cú rồi nè. Này là làm cái gì đấy? Này là cái gì đấy hả Sơn? Lồng nuôi chim à? Có chim không? Không có chim à? Vậy vào trong nhà thì không có nhìn thấy ông đâu cả các bác, có lẽ là ông là đi trên nhà mới rồi. Hải ơi, đâu rồi này á? Có mỗi một bạn là em Sân, là con nhà chú, là nó Lực vừa gặp ở dưới này đây. Có không? Có hai con á. Soi cho nè, xem nè. Đây là tranh thủ những cái thời gian mà không có làm gì là đi bắt đấy nhở? Đây đây Hải, bắt được con này đây. Ôi chỗ này thì có vẻ có nhiều lắm ấy Hải ạ. Đây. Thấy cái đứng đái nó ra rất là độc này. Ủa nếu mà không đeo bao tay ấy. Này nếu mà nó này là nước, cái nước tiểu nó này nó tiểu ra tay ấy thì là nó sẽ thành ra là một cái chất mà màu vàng vàng ấy, nó bám tay. Hết rồi. Tìm hết rồi đúng không? Rồi, thế thì anh em mình đi về thôi nhỉ? Tìm đến đây thôi, đi. Cái này thì đem đi bán thì là đem bán. Ôi rồi, bán nó còn tươi à?
hay là đến lúc nó còn sống á? À, cái lúc đó thì nó chết rồi, nó khô rồi. Như Hải đã đem đi bán lần nào chưa? Chưa đâu à? Lấy lại ở nhà con à? Đi về nhà xem là em Hải là có bắt được nhiều không? Vừa rồi là ông không ở dưới nhà cú rồi, chắc là lên trên này là ăn cơm đấy nhỉ? Hả? Sửa về rồi à? Đó. Đấy, ở phần phía bên ngoài này cô bác này, đến tối này thì hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời ở bên ngoài thì nó cũng sáng lên rồi. Ồ, sửa về rồi à? Thế là Hải là đem để đâu? Đem phơi ở đâu? À, thế để trong túi bóng à? Thế Hải thì lấy đem xem nữa. Đây, để đây xem nào. Đây, bán được nhiều không? Ồ. Cái này thì là chết hết rồi cô bác này. Đem vào đem phơi ấy. Cái con này là con bọ xít. Con này thì giáo lực cũng đã nhìn ở trên video các bác thì cũng nhìn thấy là người ta là dùng con này để mà ăn, và thứ hai đó thì là nhìn lấy con này để mà đi làm mà điều chế thuốc ấy, gì giáo lực cũng không biết là thuốc gì. Hôm nay thì Hải đi bắt được bao nhiêu con đấy, để đây xem nào. Đấy, được à? Ôi nhưng mà bây giờ buộc lại à? Không phải, nó chết luôn á. À. Lấy buộc lại cũng được mà, đây nếu buộc lại thì nó không chết. Buộc lại đi, bỏ hết ra ngoài lại, buộc lại đi. Tức là mang đem ra đây phơi à? Đó, cầm theo một cái chai chai này là chai trà xanh của bác này, để mà đi tìm con này xong là đem mấy nữa là đem ra chợ bán. Chắc là một lạng của con này thì chắc là rơi đâu đó được tầm là 70.000 của bác ạ. Vừa rồi thì em Hải nói là một tạ, biết Hải phải biết là một tạ nó nhiều như nào không? Đấy. Đấy anh đó tay cho Hải này. Con này thì cực kỳ là độc Hải nhá. Nó độc là thứ nhất là nó để mà cực kỳ là nó cực kỳ mà độc mấy đâu. Nhưng mà nếu mà vết thương của mình này, mình không đeo vào tay đi ấy, thì nó tiểu cái vết thương của mình nhá. Thì nó sẽ bị dấn là nhiễm trùng ấy. Còn là cũng đừng để là vào mắt nha. Vào mắt là nó cực kỳ là nó như kiểu là bị quả ớt đấy các bác ạ, khi nó vào ấy. Trước thì cháu Lực cũng đã đi lấy cỏ này, đi hái quả vải của bác ở trên cây ấy, không may là nó bị nó đái xuống ấy, là trúng vào mắt là rất là đau mắt. Để cho nó khô ở đây một tí đi. Bây giờ thì đi rửa tay đó, xong là xem là ông đã về đến nhà chưa. Nếu mà ông chưa về thì chắc là ông đi nhặt chú rồi. Nước này thì mong là nó sẽ chảy, nếu mà nó chảy đấy cô bác này, chảy tầm độ tầm một đầu đũa như này thôi thì nó chảy suốt canh năm suốt tháng ấy, thì là có thể là làm cái bể, một cái bể trồng ở đây thì cũng được. Đấy, trước mà lúc mà đi vào làm nhà đấy thì cháu Lực chưa có nghĩ rằng là cái nguồn nước này nó chảy nhiều như này. Nếu mà đi vào làm nhà thì có thể xây cái bể ngầm ở đây đi thì sinh hoạt thoải mái, rất là thoải mái thôi.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đây, vào trong nhà thì đến tầm giờ này thì cô bác này thì cũng chưa có phải là bật điện lưới nhỉ. Ồ, anh chào Sử nhá. Ồ, thế Sử là hôm nay đi tận đâu lấy củi về? Đi tận trên rừng già. Tận trên rừng già về à? Vâng. Ông thì không, ông chưa lên đây à? Chưa đã. Chắc là lên, chắc là đi nhà chú ăn cơm mà nhỉ? Vâng. Hôm qua anh thấy là con của chú về mà. Vâng. Con chú về thì chắc là đi nhà chú ăn cơm, thế không gọi hai anh em đi à? Không đã. Không à? Vâng. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Sử thì chắc là cũng vừa về được một lúc rồi các bác ạ, thấy là tắm rửa mọi cái rồi. Sử thì lên rừng lấy củi thì là cẩn thận nhé. Đấy, ở đây thì rất là nhiều các bác cũng nói rằng là không cho em Sử là đi lên rừng để mà lấy củi nhiều nữa. Và thứ hai đó thì được bán phạm là rất là thương các em. Đấy, nhưng mà các em thì cũng phải lâu lâu lên lấy một bó về để mà đun về mà dùng. Đấy, như nếu mà để mà đem đi bán như trước kia thì là Sử là cũng không có đi, cũng phải không phải là mạo hiểm như thế nhá. Vâng. Đấy, hàng tháng thì cũng được là bán phạm chu cấp cho một cái khoản để cho em với lại em Sử với lại ông em Hải với lại ông để mà sinh hoạt hàng tháng. Vâng. Đấy, bây giờ thì nhà cửa thì các bác làm cho rồi thì cũng yên tâm mọi cái rồi. Vâng. Đấy, tuy nhiên là em Sử thì cũng không có ỷ lại bán phạm là hàng tháng bán phạm gửi cho cả các bác ạ. Vẫn em ấy vẫn khi mà em bán phạm gửi cho thì em mới dùng tiết kiệm tiền đó để mà sinh hoạt cũng như là cần đóng tiền điện này kia mọi cái rồi. Đấy, vừa rồi thì là ông thì em Hải đi xuống cái gọi cô bác thì là đi nhà chú để ăn cơm rồi, có mỗi là hai anh em Hải Sử thôi. Đấy, thì một tí nữa sẽ ăn cơm cùng hai anh em nhé. Vâng. Đấy, cơm thì anh Sử đang cắm, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hải là đi lên trên hái một chút rau về để mà xào với trứng nhá. Vâng. Hải dám một mình đi không? Không dám. Không dám à? Thế để anh đi cùng để hái rau á. Bây giờ thì cơm chưa có chín cô bác, thì mấy anh em ngồi đây xem TV một chút cô bác này. Đang bắt mạng à Sử? Sử thì có vẻ như là xem mấy cái kênh đồng bào người Mông là nhiều. Đây thì có video là cái gì đây, trốn nợ cái gì đây, trốn nợ tán gái đây. Đây là mấy cái kênh mà giới trẻ người ta làm nhỉ. Như hai anh em Hải Sử thì bây giờ có thể là có TV để mà xem những cái tin tức ở bên ngoài kia rất là nhiều các bác. Hai anh em còn nhớ TV là được món quà là của phần của bà nào gửi cho không? Có. Có à? Như Hải thì có còn nhớ không? Có ạ. Có à? Đấy. Ở đây thì là bà Vương Kim Thanh cũng là người mà đầu tiên mà đi với anh. Đấy, và cái phần quà này thì cũng được bà là Vương Kim Thanh là gửi cho các em. Đấy, như Hải thì có điện thoại có mạng ấy, thì em có thể là lên trên những cái phần bình luận đọc những cái lời nhắn của bà An Phạm nhá. Vâng. Đọc cả cho anh Sử để cùng biết nữa. Vâng. Rồi. Vậy bây giờ thì ba anh em thì cũng đã nấu cơm xong rồi các bác ạ. Hôm nay chỉ có trứng với lại mì tôm các bác. Mì tôm thì sẽ để mà nấu canh, thêm một chút dầu nữa. Còn đây là lạc. Lạc này là hôm nọ là lấy đâu về đấy? Thì ba liền đây lấy. Bác là cho à? Vâng. Bây giờ Sử hái múc cơm đi.
Đây để vào đây nó múc cơm này. Đấy, ông thì đi nhà chú là ăn cơm mỗi từ có bác, chỉ có ba anh em là khác ăn cơm thôi. Đấy, Hải đã phát đúa đấy nhá. Đây, đúa đây. Đây, đúa anh thì dùng vào đúa này. Đúa này anh vừa nấu thức ăn xong. Đấy, thử đếm món trứng của anh như nào. Trứng rán. Trứng rán với lại rau tí tô quá các bạn. Đấy, bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng ba anh em ăn cơm bác nhé. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Cháu xin mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Ăn cơm rồi nhá. Vâng. À, Hải em cái mua đi. Mua thì mình mua coi nhá. Không cái mùi. Lại mua này một canh ăn cơm mạnh nhá. Tôm á, thịt trứng nha. Thưa các bác, vừa rồi thì là cháu Lực cũng cùng là hai em Hải Sử là ăn cơm xong rồi các bác ạ. Đấy, một cái bữa cơm mà rất là lâu rồi cháu Lực chưa ăn cơm với lại anh em Hải Sử ở ngôi nhà mới này. Đấy, có lẽ là cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác, để cho em Hải là bây giờ là em Hải là chuẩn bị là vào học với các bác. Đấy, còn anh Sử thì bây giờ anh sẽ làm gì? Anh sang em Hải học đấy ạ. Sang Hải học ạ. À? Vâng. Thế là cùng Hải là học luôn nhá. Vâng. Đấy, để cho hai em là học luôn. Cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Thank you.